Tôi xin được hướng dẫn các bạn một số cái bước đơn giản để dọn dẹp ổ đĩa C, các cái file rác và tăng dung lượng. Như chúng ta thấy trên màn hình, ổ C bây giờ chỉ còn trống có 7 GB rồi. Đầu tiên chúng ta phải hiển thị tất cả các cái file ẩn với các cái file hệ thống. Bình thường chúng ta thì thấy những cái file user người ta sử dụng thôi, còn mình mà hiển thị lên nó sẽ hiển tất cả các cái ổ đĩa hệ thống. Như các bạn thấy đây, các cái thư mục của hệ thống chúng ta thấy hai cái file là hyperview và page file. Như vậy là hai file này chiếm đến gần 6 GB. Việc đầu tiên chúng ta là dọn dẹp các cái file rác. Chúng ta phải chuột vào ổ đĩa C, chọn disk cleanup, chọn clean up system file. Thì ở trong này bao gồm có thể là có các cái thư mục Windows cũ với các cái file update của Windows. Tuy nhiên thì máy này không update cho nên là chúng ta thấy các cái thư mục này không có. Thường ở đây có cái thư mục Windows update và thư mục Windows old, chúng ta đánh dấu vào và chọn OK. Và chọn Delete File. Quá trình này Windows sẽ xóa các cái file tạm và các cái thư mục chúng ta đã đánh dấu vào đây. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành xóa cái file hyperview. Cái file này là cái file ngủ đông. Chúng ta có thể là không cần thiết phải sử dụng cái này. Chúng ta chạy command prompt ở chế độ administrator. Chúng ta gõ lệnh như màn hình để tắt cái hyperview. Từ đây tắt cái chế độ ngủ đông. Tiếp theo chúng ta sẽ di chuyển cái file tạm, page file sang ổ đĩa D. Chúng ta chọn Advanced System Setting. Như vậy chúng ta thấy là cái virtual memory chúng đặt ở đây là hơn 2 GB. Và đang để chế độ auto. Cái này không tốt, chúng ta đặt ở C ở không đặt cái bộ nhớ tạm ở C mà chúng ta đặt sang ổ D. Để chúng ta khởi động lại máy.
À, tuy nhiên thì sau khi khởi động lại máy thì PS5 vẫn còn, vì lúc này tôi chưa ấn nút set. Bây giờ chúng ta vào và bỏ PS5 ở OC. Về đây sau khi đặt thì chúng ta phải ấn nút set nó mới có hiệu lực. Đấy, chúng ta chọn set. Chúng ta khởi động lại máy một lần nữa. Sau khi khởi động lại máy chúng ta vào kiểm tra thì PS5 đã không còn và dung lượng OC cũng đã tăng lên tương đối. Bây giờ chúng ta sẽ xóa các file tạm. Tùy theo tên người dùng, có thể là admin, có thể là các cái tên khác tùy theo đặt của mình. Đây là các cái file tạm sinh ra trong cái quá trình Windows chạy. Chúng ta chọn Select All và xóa hết. Tuy nhiên thì những cái file tạm này chúng ta không thể xóa được hết bởi vì trong cái quá trình hoạt động thì Windows vẫn tiếp tục sử dụng những cái file tạm này để lưu giữ hệ thống. Và ở đây là chúng ta xóa các cái file tạm của thư mục Windows. Ngoài xóa các cái file tạm này, chúng ta đây có thể chuyển các cái file trong thư mục download sang ổ đĩa D nhằm tăng dung lượng cho OC. Trên đây là một cái số bước đơn giản để dọn dẹp các cái file rác của Windows và tăng dung lượng cho ổ đĩa C sau một thời gian sử dụng. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.